Tại phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, Công ty Cổ phần Năng lượng Sinh khói Hậu Giang HPE tổ chức lễ khởi công dự án nhà máy điện sinh khói Hậu Giang với tổng mức đầu tư 875 tỷ đồng. Dự án nhà máy điện sinh khối Hậu Giang có quy mô công suất 2x10 MW do Công ty Cổ phần Năng lượng Sinh khối Hậu Giang làm chủ đầu tư, được xây dựng tại phường Thuận An, thị xã Long Mỹ với quy mô trên 10 hectare, bao gồm hai tổ máy độc lập và một số hạng mục phụ trợ dùng chung. Nhà máy sử dụng công nghệ tua bin ngưng hơi truyền thống, sử dụng nhiên liệu sinh khối, nhiên liệu chính là trấu, thân thiện với môi trường. Nhà máy dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào quý 4 năm 2024. Khi đi vào hoạt động, đây sẽ là nhà máy điện sinh khối quả lưới, sử dụng nhiên liệu trấu lớn nhất đi vào vận hành đầu tiên tại Việt Nam, góp phần đa dạng hóa nguồn phát điện và đảm bảo an ninh năng lượng tại địa bàn tỉnh Hậu Giang nói riêng và khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung.